Rồi chào mọi người nhá, thì hiện tại anh vừa sửa xong một sản phẩm vang số Theta K3 với hiện tượng lỗi thì máy bật lên mất tiếng và kèm theo hiện tượng là báo lỗi error 8C ở cái góc bên này này, error 8C. Khi bị như vậy thì sẽ mất cả nhạc cả mic luôn. Tại đã sửa cho ok nhá. Alo, ở ngoài tiếng xem rất là hay, rất là mình. Alo, đối với cái trường hợp báo lỗi error 8C thì nó sẽ chia theo hai dạng. Một dạng là lúc chập chờn, lúc báo lỗi, lúc không. Lúc báo lỗi thì mất tiếng, và lúc không báo lỗi thì nhạc mic ra bình thường, nhưng mà dạng chập chờn. Cái thứ hai là sẽ báo liên tục, báo error 8C. Chúng ta có bật khoảng bật tắt 100 lần thì cả 100 lần bật tắt thì sẽ đều báo lỗi error 8C. Còn trường hợp chập chờn thì 100 lần bật tắt thì bị khoảng tầm có thể vài chục lần, 5-70 lần thì nó sẽ báo lỗi. Đó là dạng chập chờn. Và khi nếu như có lúc thì máy vào ra được tiếng rồi, nhưng mà có thể chạy một lúc sau thì sẽ tự động mất tiếng và sẽ nhảy một lúc sau màn hình sẽ nhảy sang báo lỗi. Đó, có lúc thì bật lên mà chạy được thì có thể là sẽ chạy được cả ngày. Đó. Chỉ ngoài cái hiện tượng báo lỗi error 8C thì trên dòng này thì còn thường gặp phải cái hiện tượng là error 0C hoặc là một số các mã error khác. Ngoài ra thì có thể bị sôi, lổ tiếng, mất tiếng, nổ lạch tạch. Mất kênh tiếng bất kỳ, mất cặp kênh tiếng bất kỳ, mất nhạc, mất mic, hoặc sôi đường nhạc, sôi đường mic, hoặc là bị sôi đường effect. Đó. Các cái trường hợp có thể bật lên bị treo xanh màn, treo đèn báo này, lỗi khóa mật khẩu, bị đổi mật khẩu này, khóa phím này. Đó. Đặc biệt là trên dòng này có một cái pan cực khó là bật lên là màn hình sáng xanh này, mất hiển thị, và bên này kèm theo tất cả các cái đèn ở trong những cái phím này sáng rực hết lên. Đó. Trong một cái phím là sẽ có một cái đèn nó sẽ rạng sáng hết lên nhé, nó sẽ cái đèn lên là vàng xanh. Bệnh này bệnh treo máy không không lát chương trình. Mọi thông tin chi tiết về sửa chữa các lỗi trên dòng vang số Theta K3 thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 599624, 0868 599624 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên tư vấn nhé. Và mọi người, những ai chưa đăng ký kênh thì nếu xem được video này thì mọi người có thể đăng ký kênh, cũng như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để theo dõi kênh. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.